Mời quý khán giả theo dõi chương trình Tạp chí Công Thương, chương trình do Sở Công Thương phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện, phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút thứ Bảy và phát lại vào lúc 9 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình BTV1. Thưa quý vị, phát huy vai trò sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, ngành Công Thương tỉnh Bình Dương đề ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2024, qua đó đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Dương. Cụ thể, những giải pháp mà ngành sẽ thực hiện trong năm 2024 là gì? Đây sẽ là nội dung có trong một phóng sự chuyên đề và xu hướng thị trường của Tạp chí Công Thương hôm nay. Trước tiên, mời quý vị cùng chúng tôi điểm nhanh một số thông tin công thương đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 06 trên CT-TTG ngày 15 tháng 2, 2024 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tập thể, cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phải tập trung ngay vào xử lý công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế, xã hội, nhất là đối với các công việc bị tồn đọng do nghỉ Tết. Tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ giao. Chú trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm toàn diện, đa tầng, hiện đại, bao trùm, bền vững, đồng thời tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ, công việc trọng tâm. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, mức tiêu thụ điện dịp Tết Giáp Thìn tăng 11,2% so với Tết Quý Mão 2023. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, mức tiêu thụ điện trên cả nước trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 giảm 31,7% so với ngày thường của tuần trước Tết. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện bình quân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 cao hơn cùng kỳ dịp Tết Quý Mão 2023 là 11,2%. Nhờ sự tích cực, chủ động, chuẩn bị của EVN và các đơn vị thành viên về phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tổ chức ứng trực, tăng cường, sẵn sàng nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị, xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ, nên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các nhà máy điện cùng toàn bộ hệ thống lưới điện, truyền tải và phân phối đã vận hành cơ bản an toàn, ổn định. Năm 2024, với những nỗ lực lớn, Bình Dương kỳ vọng xuất khẩu sẽ phục hồi cùng với đà phục hồi của kinh tế thế giới và đạt được mục tiêu đề ra. Dù một số chỉ tiêu xuất khẩu năm 2023 chưa đạt so với kế hoạch đã đặt ra, song với những điểm sáng tích cực cùng với mức xuất siêu đạt khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ cho thấy tiềm lực xuất khẩu là rất lớn. Bước vào năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đặt ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 9,5% so với cùng kỳ. Theo Sở Công Thương Bình Dương, năm 2024, hoạt động xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu mới, khai thác các hiệp định thương mại tự do, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh nhằm phát triển bền vững. Ngành công thương tỉnh cũng sẽ tập trung xúc tiến, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp nước ngoài, kết nối với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Cùng với đó, ngành sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ chuyên ngành lớn của nhóm sản phẩm chủ lực. Sau thời gian nghỉ Tết, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã nhanh chóng ổn định nguồn lao động, sớm đi vào hoạt động sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong những ngày làm việc đầu năm mới. Sau kỳ nghỉ Tết, bắt đầu từ ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết, số lượng công nhân có mặt ở công ty trách nhiệm hữu hạn giày Kim Xương Việt Nam ở khu công nghiệp Đại Đăng, thành phố Thủ Dầu Một đã đạt hơn 70% trong tổng số khoảng 3.400 lao động. Nếu tính thêm số công nhân nghỉ phép trong thời điểm ra Tết, thì tình hình lao động tại đơn vị khá ổn định, góp phần giúp doanh nghiệp chủ động được các đơn hàng sản xuất ngay từ đầu năm. Rất dễ nhận thấy, tinh thần của người lao động trong những ngày làm việc đầu năm mới rất phấn chấn. Người sử dụng lao động, công đoàn cơ sở đang không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khích lệ tinh thần anh chị em công nhân tích cực tham gia lao động sản xuất cùng với doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm, thể hiện một cách đầy đủ trách nhiệm của mình đối với công việc, đối với doanh nghiệp.
Việc doanh nghiệp sớm ổn định lao động sản xuất đầu năm cho thấy, người sử dụng lao động và người lao động ngày càng nhận thức hơn về trách nhiệm của mình trong quá trình cộng tác làm việc, cùng đồng hành nỗ lực vì sự phát triển chung của doanh nghiệp. Thưa quý vị, năm 2023, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, thị trường lao động tại Bình Dương cũng có rất nhiều biến động. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm, khi kinh tế có nhiều khởi sắc, thì nhu cầu lao động cũng có nhiều thay đổi. Với xu hướng phát triển kinh tế xanh và bền vững, nhu cầu lao động sẽ thay đổi như thế nào? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi ngắn với bà Trần Thị Thanh Trang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực HG4U. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà Trần Thị Thanh Trang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực HA4U, bà nhận định như thế nào về diễn biến lao động trong năm 2023 cũng như là nhu cầu lao động của năm 2024 ạ? Như bạn đã thấy, tỉnh Bình Dương chúng ta là có khoảng tầm 8.000 doanh nghiệp, tất cả các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Và nhu cầu lao động thì đâu đó nó khoảng là 60.000 lao động trên toàn tỉnh Bình Dương. Thế thì trong năm 2023 có những cái biến động nhất định và nó ảnh hưởng đến cái vấn đề về lực lượng lao động. Thì quý 1, quý 2 và quý 3 năm 2023 thì tỷ lệ thất nghiệp nó vẫn có những cái biến động nhất định. Tuy nhiên thì đến khoảng quý 4 năm 2023 thì cái một số các doanh nghiệp họ bắt đầu có lại những cái đơn hàng để phục vụ cho cái năm mới, năm 2024. Và đặc biệt là tháng 11 năm 2023 thì tỷ lệ tuyển dụng mới đã gia tăng đâu đó nó khoảng là 101% ở tại tỉnh Bình Dương và khu vực ở Hồ Chí Minh là 104%. Điều đó có nghĩa là thị trường lao động bắt đầu có những khởi sắc mới và cái tín hiệu về phục hồi kinh tế cho năm 2024. Thì như bạn đã thấy là theo một cái chuyên gia kinh tế, họ đã có nghiên cứu và năm 2024 này thì kinh tế nó đang Việt Nam đang phát triển trở lại và tăng trưởng tỷ lệ khoảng 6.5%. Điều đó có nghĩa là sao? Điều đó có nghĩa là cái hoạt động kinh tế nó đang dần phục hồi. Các doanh nghiệp bắt đầu có những cái đơn hàng mới cho cái năm 2024, đồng nghĩa với việc là tỷ lệ tuyển dụng, tỷ lệ có việc làm với người lao động sẽ được gia tăng. Như bà vừa nhận định thì đúng là Việt Nam chúng ta đang có cái sự dịch chuyển về phát triển công nghiệp theo xu hướng công nghiệp xanh bền vững, và Bình Dương của chúng ta cũng đang thực hiện theo hướng này. Như vậy thì cái liệu là cái chất lượng nguồn lao động cũng sẽ dịch chuyển theo hướng nâng cao cái kỹ năng cũng như là tay nghề không ạ? Càng ngày xu hướng kinh tế nó càng đang phát triển, do đó nó không chỉ người lao động không chỉ là cung cấp lao động phổ thông thông thường, mà các bạn trẻ thì cần phải có những cái tham gia vào những cái lớp tập huấn, những cái trường đào tạo nghề đó để mà phù hợp với xu hướng phát triển chung về kinh tế như nãy tôi vừa đề cập. Thì điều đó có nghĩa là các bạn tham gia các trường nghề, ví dụ như trường đào tạo Việt Hàn chẳng hạn, để có thể đáp ứng những cái công việc đòi hỏi cao hơn, để phù hợp với những ngành bán dẫn, công nghệ điện tử, vân vân. Thì cái đó nó mới là cái xu hướng chung cho tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Thị Thanh Trang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng Nguồn Nhân lực HA4U đã dành cho Truyền hình Bình Dương cuộc trao đổi hôm nay ạ. Thưa quý vị, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP. Chương trình này triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Dương, được nhiều chủ thể tích cực tham gia, đã tạo sự đa dạng về sản phẩm OCOP ở địa phương. Không chỉ vậy, khi các sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP còn giúp nâng cao giá trị nông sản. Với nỗ lực đầu tư theo mô hình sản xuất sạch, sản phẩm rau thủy canh trồng trong nhà kính của anh Lý Quốc An ở xã Phú An, thị xã Bến Cát đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Trên diện tích 1.000m2, anh trồng gần 10 giống rau ăn lá và gần đây, anh còn đầu tư trồng thêm rau ăn quả để tạo sự phong phú đa dạng cho sản phẩm. Sản xuất sạch và đạt chuẩn OCOP nên rau bán được với giá cao hơn, bình quân từ 35.000 đồng đến 60.000 đồng một ký, nhưng vẫn được tiêu thụ mạnh.
hiện chủ yếu anh An cung ứng cho bếp ăn của các công ty và cửa hàng rau sạch trong và ngoài tỉnh. Khi đã đạt được cái chứng nhận OCOP rồi thì là mình rất là tự tin là đưa cái sản phẩm và giới thiệu cho khách hàng của mình là sản phẩm của mình đã đạt OCOP. Từ sự đầu tư của ngành nông nghiệp, đặc biệt là sự nỗ lực xây dựng sản phẩm của các chủ thể tham gia chương trình, đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có 126 sản phẩm OCOP được công nhận của 60 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác, trong đó có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Sản phẩm OCOP phát triển đa dạng, trải đều ở cả khu vực nông thôn lẫn đô thị, không chỉ tạo sự phong phú về mặt hàng mà còn tạo sự phát triển hài hòa, cân đối trong triển khai chương trình. Nổi bật có các sản phẩm tiêu lốp, dưa lưới, chuối, trà atiso, nước yến, đông trùng hạ thảo, lạp xưởng tươi, nấm bào ngư, bưởi, cam, quýt cùng một số sản phẩm khác. Các chủ thể tham gia chương trình đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, liên tục phát triển giá trị độc đáo của từng sản phẩm để tạo nội lực mạnh mẽ cho sản phẩm đặc thù của mỗi địa phương và nâng cao giá trị nông sản. Sản phẩm của mình đã đạt tất cả những chất lượng và đưa ra thị trường thì đương nhiên là khi đã đạt được cái chất lượng đó rồi, đưa ra thị trường thế giới rồi thì cái giá trị, cái chuỗi giá trị sản phẩm của mình nó sẽ nâng cao lên và giá thành tất cả là cái người đầu tư sẽ có lợi. Song song với cái việc mà công nhận thì ngành cũng là chỉ đạo là phối hợp với địa phương, đặc biệt là các cái chủ thể có sản phẩm OCOP cũng là thường xuyên xây dựng cái thương hiệu, nhãn hiệu và chủng loại số lượng của mình ngày càng nhiều hơn để là có cái liên kết khi mà hợp tác xã hay là người doanh nghiệp ta có cái nhu cầu thì đủ sức để cung ứng cho thị trường. Sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Dương được mở rộng và nâng cao chất lượng, đang thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển sản phẩm có lợi thế, nâng cao giá trị nông sản, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Thưa quý vị, Bình Dương đã chuyển đổi từ trung tâm sản xuất công nghiệp truyền thống sang thủ phủ công nghiệp hiện đại và chất lượng cao, trong đó tập trung thu hút dòng vốn FDI đầu tư vào công nghiệp xanh. Năm 2024, Bình Dương đặt mục tiêu thu hút 1,8 tỷ đô la vốn FDI. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 2024, toàn tỉnh đã thu hút được 327 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 57,2% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 1.800 tỷ đồng, tăng 15,5%. 48 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, tăng 11,6% so với cùng kỳ, với tổng số vốn điều chỉnh 4.800 tỷ đồng, tăng gấp 9,5 lần so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 66.400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 733.000 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh đã thu hút 61,3 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.227 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 40,4 tỷ đô la Mỹ. Trong các khu công nghiệp là 2.750 dự án, ngoài khu công nghiệp 1.477 dự án. Dự án của tập đoàn chúng tôi chia thành 5 giai đoạn với công suất lên tới 1 triệu tấn giấy công nghiệp và 50.000 tấn giấy tiêu dùng mỗi năm tại Bình Dương. Hiện tại thì đang thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Do đó, tôi mong tỉnh sẽ tích cực hỗ trợ để dự án sớm đi vào hoạt động, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong năm 2024 thì công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh tập trung trên một số cái định hướng chủ yếu như sau. Thứ nhất là tỉnh tiếp tục thực hiện cái chuyển đổi cơ cấu đầu tư, có nghĩa là chúng ta sẽ thu hút đầu tư những cái dự án mà không thâm dụng lao động, không thâm dụng đất đai nữa, mà chúng ta thu hút những dự án có hàm lượng giá trị gia tăng cao. Cái thứ hai là cái quá trình thu hút đầu tư nó phải gắn với quá trình tái thiết không gian. Chúng ta thu hút những cái dự án đầu tư mà hình thành hạ tầng như là những cái đường tạo lực, thu hút đầu tư những cái nhà đầu tư mà đầu tư hạ tầng đô thị mang lại cái không gian phát triển đáng sống, cái không gian phát triển tốt nhất cho tỉnh. Với niềm lạc quan nêu trên, mục tiêu thu hút 1,8 tỷ đô la vốn FDI vào năm 2024 của Bình Dương không chỉ vào số lượng mà còn vào chất lượng của các dự án đầu tư.
cùng với sự phát triển cơ sở hạ tầng và chiến lược phát triển thành phố thông minh, cho thấy Bình Dương không chỉ đi đúng hướng phát triển kinh tế mà còn hướng tới một tương lai bền vững. Thưa quý vị khán giả, chương trình Tạp chí Công Thương tuần này xin được khép lại tại đây. Chương trình do Sở Công Thương phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương thực hiện, phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy và phát lại vào lúc 9:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh BTV1. Quý khán giả có thể xem lại chương trình trên website btv.org.vn. Một lần nữa chúc quý vị khán giả năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.